Chào các bạn đã trở lại với kênh video tự tay làm. Thì hôm nay kênh video tự tay làm sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm tai nghe không dây sử dụng công nghệ Bluetooth 5.2. Và tai nghe không dây này thì là mình xài của hàng Tàu. Tuy nhiên hàng Tàu này là hàng Tàu thương hiệu nha các bạn, là nó rất là uy tín rồi. Urin à, và các bạn có biết không? Cái tính hàng Tàu Urin này ha, hàng Tàu Urin với Basis này kia là mấy hàng Tàu rất là chất lượng luôn các bạn. Tai nghe này giá rất là rẻ, tầm khoảng 26 đô thôi, khoảng 26 đô thôi. Nhưng ta xăng trong cái dịp flash sale đó các bạn, dịp flash sale nó khoảng là 13 đô, 13 đô rất là rẻ luôn các bạn, nhưng mà chất lượng thì khỏi bàn cãi. Đây Urin H3 bạn thấy ha, và chưa có mở hộp luôn. Bây giờ mình mở hộp cho các bạn xem. Đây, ở đây mình mở hộp. Thì chưa nói về cái sản phẩm chính này thì mình sẽ nói với bạn cái dụng cụ nó kèm theo. Cái gì đây? Cái này là cọng dây, cái này là taxi, cọng taxi đây, cọng taxi. Ở đây sẽ có hướng dẫn, hướng dẫn cũng rất là đóng hộp, rất là cẩn thận, giống như thường lệ này là hộp của Urin. Rồi đây là cái sản phẩm chính, sẽ tem luôn, cũng dắt cái tem này các bạn, sẽ tem đây. Các bạn thấy không, mình rất thích cái dòng iPhone mà nó làm rất là rõ ràng chỗ này, các cái hiệu chỉnh nó ghi bên dưới này các bạn. Đây cũng sẽ FC đây. Ở dưới này với cặp sạc nó có hai cái đế dùng để sạc pin. Pin này hai đế nó tiếp xúc dưới đây. Đây. Các bạn thấy không ạ? Đây. Mình cũng có một cái tai nghe của thương hiệu khác, cái tai nghe Bluetooth nha các bạn. Bluetooth thì cái này mình mua trên Shopee. Basic. Cái này thì tai nghe thì nó nhỏ hơn. So với của Urin á. Urin thì nó to hơn. Thiết kế nhìn nó khác biệt các bạn. Với tai nghe Bluetooth này thì nó mình đã sử dụng một thời gian rồi, thấy nó cũng chất lượng rồi, pin khoảng 4-5 tiếng rồi, 4-5 tiếng. Mấy cái kén này là cái này nó làm rất là chất lượng, trong khi đó có một số nơi là bằng dây cao su, mình không hiểu sao là bằng dây cao su mà lại nó cứ là nổ nổ quá trời nổ luôn, mình không hiểu sao.
cái cán này thì cái điểm này làm rất là bản đề nè, bản đề rất là đẹp, rất là tinh tế. Còn chất lượng thì mình nghĩ ưu điểm là chất lượng khỏi là bàn nữa. Pin theo hãng giới thiệu thì mình chưa xài, mình chưa sử dụng, mình chưa có nói các bạn, cái này chỉ clip tập hợp thôi, chưa sử dụng thì chưa nói các bạn nghe được, bởi vì cái này theo UV này nói thời gian sử dụng tầm 5-6 tiếng theo cái giới thiệu của hãng đó các bạn. Nhìn thấy cái này